thật là may khi biết cái mẹo này đã bao giờ mấy bạn đang xài bình thường thì tự nhiên lại sập nguồn cái ừ. phải mở lên lại sập nguồn mở lên lại sập nguồn mở lên lại sập nguồn dục bà cho rồi luôn đi thử cái mẹo này đầu tiên cần dùng tua vít để tháo ốc và nhấc cái màn hình lên ấn nhẹ vào cái phần socket pin nó vẫn dính lại rõ ràng socket bị lỏng dùng tiếp cái tăm bông thấm ít dung dịch vệ sinh và lau cho thật là sạch sẽ thấy gớm chưa sau đó tiến hành gắn lại là chưa xong đâu Máy mình ban đầu bị thiếu cái nẹp pin, sử dụng lâu socket bị lỏng thành ra phải bỏ mấy đồng bạc kiếm cái nẹp về gắn vô cho an toàn Vậy là xong phinh, xài ngon lành, Tết đến rồi đừng để điện thoại buồn